chào tất cả mọi người, mình là Mai Phương đây. Và hôm nay đây sẽ là một cái video gọi là hơi ngắn ngắn một xíu thôi. Mình cũng không biết cái độ dài là bao nhiêu, nhưng mà cứ trong cái tiến trình là chỉ về nói về vật phẩm thôi. Thì có thể các bạn xem video của mình từ trước á, thì các bạn sẽ biết là cái quá trình mà mình đợi săn được cái máy ảnh mà đeo trước ngực này á, thì cũng khá là khó khăn. Tại vì cái này là phải nó trong một cái series đồ chơi cũ rồi. Nhập cốt. Thật ra thì hồi trước là năm 2014 hay là 2016 á, là nó có một cái máy ảnh miễn phí. Mà bởi vì mình không có lấy được cái đó, mình chơi gần cuối năm 2017. Cho nên là mình chỉ còn hy vọng mỗi một cái máy ảnh này thôi. Tại vì mình rất là thích cái máy ảnh này, cho nên là anh gà đã giúp mình săn cho mình được cái đồ chơi đó và có cái này. Và hôm nay Nim gửi cho mình một cái vật phẩm. Thật sự là mình bất ngờ luôn. Nếu mà cái mình biết trước cái có cái ngày hôm nay thì mình không có phải nhờ anh gà mà cực khổ mà săn cho mình cái máy ảnh này đâu. Là vì cái kia nó giá nó cũng bình dân, có 50 rubles hay gì hả. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem một số cái vật phẩm do người dùng Roblox tạo đó. Rất là nhiều cái rất là dễ thương và sinh động nữa. Và đây chính là cái ảnh ở lộn. Và đây chính là cái máy ảnh mà Nim đã gửi cho mình. Đó, thì so với cái bản máy tính, không phải, mình nói lộn. Đó, so với cái máy ảnh của mình á, thì cái này nó hơi bé hơn. Tại vì kiểu như dạng cái camera của mình là camera chuyên nghiệp đi. Còn này là cái dạng mà chụp ảnh lấy liền. Đó, cái này thì so với trên Roblox và trên thực tế là nó như thế này. Đó. Nhưng mà nếu mà đặt trường hợp mình biết trước Roblox sẽ có ra cái vật phẩm này thì mình đã không phải gọi là cực cho anh gà săn. Tại vì săn cái này, săn cái máy ảnh của mình nó rất là cực khổ luôn. Tại vì nó hết hàng, lúc đầu là nó hết hàng, xong rồi phải chờ dài tháng sau nó nhập hàng là phải đớp liền. Đó, cũng thấp thỏm lo sợ là không biết là cái hàng từ nước ngoài trở về không biết có bị mất hay gì không. Cũng hên là đúng cái vật phẩm nó luôn. Bởi quá trình mà lấy được cái mảnh nó cực khổ lắm, mà nó tốn kém nữa các bạn ơi. So với tiền đô mà so với bỏ ra 50 rubles này á, thì cái 50 rubles này rất là rẻ, nhanh gọn lẹ nữa, chứ không phải cực khổ như cái kia. Bởi người ta có câu là nếu biết trước đâu nghèo. Và đối với một số bạn thì nghe cái giọng mình á, thì cho rằng là mình cố tình cái giọng như thế này, nhưng mà đây là cái giọng thật của mình. Đối với những người bạn mà xem suy nghĩ theo tiêu cực á, nghĩ về mình như thế này kia, cái như nói mình cố gắng nói giọng dễ thương. Mà dù cho giọng mình không dễ thương đi chăng nữa, thì khi mà làm về video YouTube, đương nhiên là người ta sẽ nghe cái về phần giọng nói. Cho nên là mình phải nói một cái gì đó, một cái truyền đạt gì cho nó dễ nghe, đúng không? Chứ không lẽ mình sổ sàng, mình nói chuyện chổng không các thứ. Nhiều bạn mình cũng không biết phải nói sao. Xin lỗi mọi người khi mà xem video này lại nghe mình than vãn về những cái điều này. Bây giờ mình sẽ vào phần avatar shop luôn. Tại vì có rất là nhiều cái vật phẩm dễ thương, cute và giống như thế này nữa. Và đối với bạn nào mà mỗi ngày vào xem thì các bạn cũng đã biết rồi, đúng không? Mình á, thì gần đây là mình không có làm video thường xuyên nữa. Thứ nhất là bởi vì gần Tết rồi, công việc cũng bận. Cái thứ hai là không có vật phẩm gì cập nhật cả. Và những cái này thì các bạn có thể là thừa biết được rồi, nên là mình cũng không cần thông báo. Đây, có rất là nhiều vật phẩm dễ thương luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần mà rainbow á, thì cái này như dạng như cái dạng cái quai mà các bạn mặc áo vô, dạng như có hai cái dây á, thì mình nghĩ là vậy. Thì mình cũng chỉ lướt qua thôi, mình cũng chưa thử. Thì các bạn có thể lên Roblox và review thử. Cái này thì mình thấy cũng dễ thương. Cái này có một cái phiên bản khác nữa. Cái này là một phiên bản 3.0. Mình không biết tại sao nó lại làm nhiều phiên bản nữa. Tại vì có thể là do màu sắc, hoặc là do cái gia vị trong cái vật phẩm này nó có khác với lại những phiên bản khác. Thì cái này thì nó hơi bị sao ta, nó trễ xuống quá, nó không có cao lên. Nhưng mà so với hình ảnh thực tế thì mang như thế này là hợp lý rồi. Dễ thương. Rồi trở về. Cái mạng hơi yếu ra. Ồ, có một cái này, cái vlog nè, cái to go phiên bản gốc hay gì nè. Có gì khác ta? Mình thấy cũng y chang mà.
còn đây là cái ba lô sữa dâu, dễ thương cực kỳ luôn. Trời dễ thương quá mấy bạn ơi. Mình nghĩ là cái người mà tạo cái bột phẩm này, một là người Nhật, hai là một người yêu nền văn hóa Nhật. Tại vì có cái chữ Nhật nè đúng không? Rồi, nói chung là theo cái phong cách rất là anime. Dễ thương quá không? Lẽ mua một cái về mặt chứ. Mỗi lần mà bật cái phần 3D lên á, nó tải lâu luôn. Các bạn nhìn đi, nó tải lâu ơi là lâu. Tuy video nói mình nói là cái video này rất là ngắn, nhưng mà mình nghĩ là do cái phần này mà mình bị lan man á. Phải nó bự bự hơn xíu ha. Mình sẽ có một hộp sữa dâu siêu to khổng lồ phía sau lưng. Để coi. Nè cái mảnh hồi nãy của mình nè. Ô có cái bên có cái ba lô sushi nè. Dễ thương quá ha. Bởi cái nhân vật này mình nghĩ là một là người Nhật, hai là người thích phong cách của Nhật Bản với là anime, nhìn rất là dễ thương luôn. Cái kiểu mà mấy cái đồ ăn hình tượng trưng như cơm nấm các thứ, sữa dâu. Cái này cái lông mi giả nè. Ôi mấy cái này mình nghĩ là các bạn đã thấy hết trơn rồi phải không? Ủa cái này dễ thương quá ha. Ngôi sao đôi mắt long lanh. À cái phần này là phần hát các bạn ơi. Nó tải lâu quá trời. Lâu quá. Trời ơi lâu quá quá trời lâu luôn. Trong thời gian chờ đợi thì mình có một cái ý kiến như thế này. Thật ra thì chưa, đối với là những cái nguồn tin mà các bạn đọc được nó xấu về mình á, thì trừ khi nào mà chính bản thân mình lên tiếng hoặc là có những bằng chứng đầy đủ sức thuyết phục á, thì các bạn hãy tin. Còn cái việc mà nhiều khi người ta cứ tư thù cá nhân, người ta bức xúc với mình thì người ta bịa chuyện lên đặt điều các thứ, thì các bạn cũng không nên tin. Nói chung là nên có một nguồn tin chính xác thì các bạn tin tưởng nha. Chứ đừng có kiểu mà thấy như vậy rồi nghĩ mình như vậy là sai lầm. Sai lầm chết luôn. Cái này tuy là hát nhưng mà nó sẽ ở phía sau lưng như là cái phần mà cái con vật cắn trên vai ha. Cũng dễ thương á. Tại vì mình có gắn con Dino rồi. Nhưng mà mình sẽ suy nghĩ lại có việc mua cái này không. Tại vì có rất là nhiều vật phẩm rất là dễ thương. Và đây là phần cuối của video này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến cuối video này. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt khoảng 2 năm gần đây. Và đăng ký nhấn chuông cũng như bấm thích những cái video mà mình ra mỗi ngày. Thì đối với hồi trước thì so với hiện tại bây giờ thì mình ra video rất là ít. Thêm một cái nữa, làm YouTube. Nhưng mà mình lại là một cái trường hợp rất là hiếm. Khi mà cái việc mà quay trên điện thoại mà không quay trên máy tính. Thì hiện tại bản thân mình là chưa có máy tính. Hoàn cảnh mình chưa cho phép mình mua máy tính. Và nếu mình có mua được máy tính đi chăng nữa thì mình cũng cần phải một khoảng thời gian khá là lâu để tập làm quen với cái việc mà quay clip. Tại vì mỗi ngày mình chỉ tiếp xúc với điện thoại thôi. Tại vì mình chưa có máy tính nên là mình không biết được là những cái thao tác khác. Còn đối với các bạn thì mỗi ngày các bạn tiếp xúc với máy tính này kia thì những cái đó thì rất là đỡ quen thuộc. Nhưng mà với mình là những điều lạ lẫm. Đó. Mà mình cũng nhân đây mình cũng gửi lời xin lỗi tới các bạn. Bởi vì video chất lượng của kênh mình nó khá là thấp. Nó có chung là không có rõ nét, không có rộng rãi như là những YouTube khác, YouTuber khác. Mình xin lỗi vì điều này. Và nếu mà các bạn thông cảm cho mình thì mình cũng rất là xin cảm ơn luôn. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Đương nhiên là tương lai mình sẽ cố gắng sắm cho mình một cái máy tính rồi. Chứ không phải là quay viện nội như thế này. Bởi vì hoàn cảnh. À nói thẳng ra thì nhiều bạn có suy nghĩ tiêu cực về mình thì là cho rằng là kiểu như mình chả tôn trọng fan rồi kiểu như không sắm cho nổi cho mình một cái máy tính này kia. Thì đối với nó mình xin nói luôn là nếu mà các bạn không phải trong hoàn cảnh của mình thì đừng có phán xét kiểu đó. Và có những điều các bạn chỉ nghe nhìn từ một phía, các bạn nhìn thấy cái cách nói chuyện của mình lại kiểu như khẳng định mình là như vậy
Thì nói chung là các bạn không phải người trong cuộc nên là các bạn không thể hiểu được hết mà cái ý mình muốn truyền đạt. Và cũng xin đừng kiểu dạng đánh giá, cái cách của các bạn đánh giá là không hề đúng sự thật luôn. Mình xin khẳng định là đương nhiên là các bạn có phần đúng, có lý lẽ riêng, nhưng mà đánh giá, nhưng mà xin đừng đặt điều thêm, tại vì có nhiều cái các bạn đặt điều không đúng về mình. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem video này. Cảm ơn những bạn đã luôn tin tưởng mình. Cảm ơn, yêu mọi người. Bye bye.